Chuyện thứ 42 của báo Nước Tống có người được Hòn Ngọc đem biếu quan Tư Thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận. Người biếu Ngọc thưa rằng: Ngọc này tôi đã đem cho thợ Ngọc xem, quả là một thứ ngọc rất báu, mới dám đem dân quan lớn, xin quan lớn nhận cho tôi được vui lòng. Tử Hãn nói: Ngươi cho ngọc là của báo, ta cho tính không tham là của báo. Ngươi đem ngọc cho ta, nếu ta nhận thì hai bên cùng mất cả của báo. Âu là ngươi cứ đem về, ai giữ lấy của báo của người ấy, như thế của báo của hai người đều còn cả, thì chẳng những là hơn ư? Người biếu ngọc cúi đầu thưa: Chúng tôi là thường dân, mà lại có ngọc này, chỉ sợ bị trộm cướp mà có khi hại đến thân. Tử Hãn thấy thế, lưu người ấy lại, gọi thợ ngọc đến, rủa ngọc, bán được tiền rồi, bèn đưa cho người ấy để làm giàu. Lời bàn: đã là người, ai cũng có hiếu thượng. Cái hiếu thượng ấy tức là của báo của mình. Nhưng hiếu thượng không ai giống ai. Người kiến thức thô bỉ thì hiếu thượng thô bỉ. Người kiến thức cao minh thì hiếu thượng cao minh. Kẻ dân ngọc chỉ biết ngọc là báo, nhưng người không nhận ngọc lại cho thanh liêm mới là báo. Làm quan mà ai cũng có tính nhất quyết không nhận lễ vật của dân như Tử Hãn, lại có trí hiểu rõ được nguyện vọng của dân như Tử Hãn, có bụng che chở gây dựng cho dân như Tử Hãn nói trong chuyện này, thì dân nào chẳng kính, chẳng trọng, chẳng yêu quan như cha mẹ, sợ quan như thần minh. Tư Thành ở đây tức là quan coi thành đó.